Chào mọi người, hôm nay mình cùng các anh đi thả cá. Tiếp tục hành trình đi giăng lưới bắt cá. Chặn đầu dưới lưới. Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đi giăng lưới cùng mọi người. Lội xuống suối. Được rồi, đây gần đây được rồi. Mơ dưa đụng. Chào cả nhà nè. Hôm nay mình đi giăng lưới cùng các anh. Mọi người xem vui ủng hộ kênh mình nha. Ai da. Này sâu không ta? Chắc sâu quá. Đầu dưới là có cái cầu luôn không ta? Dạ. Yeah. Đầu dưới có cái cầu nữa không? Dạ. Yeah. Với chi hình dạng chẳng khả đầu tỡ không có nước. Có con nào không? Sáng mà. Mai đi làm tại nghỉ lại đây dặn cứ. Con làm cái gì? Ti. Ti nghỉ được. Đây chắc đầm có cua không? Nhìn lên cá quá trời nè. Cái chim bơ. Cặp chim được. Cái gì lấy nạm xuống rồi chứ. Cặp chim, cặp chim à. Chạp bên lúc cua giáng. Ba kìa, dí đã. Trò trò màu hay gì không? Kìa. Xuống giăng lưới phụ. Có mấy con chim à, bay kìa. Lấy xô lại ba ốc Lâm ơi. Ốc xuống
chỗ ấy đó, xe đó. Mà bỏ. Đó. Bỏ đi hết. Không đi bọc đầu ngay ụ đằng cáo trời. Má ăn chuyện khôn ghê, động đây nó bay bên kia. Bay chim luôn, đã chim ô. Oh. Chim hót. Ngay cả ba này ngon. Ồ, cá trong đây quá trời nè. Ủa, nó bơi kìa. Ồ, bơi thấy cá luôn kìa. Ồ. Trời ơi, nó bơi kìa trời. Hồi đó không có kéo cái đầu kéo cá hả ta? Không có đầu kéo hả? Kéo lưới á. Ủa mua cái đó chài cái chài lưới á mình hay. Cá bơi gạch tới lơ luôn. Mọi người xem cá nè, cá bơi. Quá trời. Mưa đồng mùa, cá quá, dơ quá nhiều. Nguyên bậy luôn. Nó chạy ra nè, đỡ chạy ra, hay dính hết. Nguyên bậy luôn. Ra đây mà vũa ra, cái này chạy ra đây dính hết. Chạy nhỏ không vậy? Không, mới chạy ra nguyên bậy. Chạy quá dính mãi à. Để cho hai ông dằn đi. Này thấy đĩa lên cho bán vậy cũng chắc. Đây có đĩa hả? Suối chỗ nào cũng có đĩa. Cỏ ghét không mà có đĩa hả? Kìa coi kìa, cá cho bá luôn rồi. Nguyên đám cá bự luôn. Vô đây đập đập vũ cho chạy ra. Kìa, thấy không? Lên ở, nãy nguyên bày luôn. Cái đầu chọi chọi chạy ra kìa. Cá. Thấy nổi lên không? To quá. Anh bắt nè, cá bự nè. Ồ. Hai con kìa. Ồ quá trời luôn. Chạy. Anh bắt thử dính không? Bắn trúng. Ồ chạy kìa. Đây nè anh. Vậy. Đây nè. Chú. Kia kìa. Bắn thằng kia ra chỗ cống rồi một đống rồi. Vụ đập ra anh chạy ra đồng chắc hơi khóc mê luôn. Này chắc bơ chui vô cống nó đuổi. Trời. Cái này phải răng lưới mẹ cho này đi vô đây đuổi ra cái. Trời ơi kìa, uy con bay kìa. Cây mắc cỡ đâm hồi nãy đầu kìa. Anh đi xong hay lên không thấy chiếc xe nào. Công hại dưới à. Trong cống cả một đống. Ờ, nó núp trong cống á. Dạ anh, nó ra hết rồi kìa. Này có xiệt nè, để con cái trong ngầm. Có gì á, này xiệt. Nửa đêm có xiệt, đêm nay xiệt quá lóc. Còn đây là con đêm mà có xiệt, con xiệt có lóc chắc. Vậy sao thấy? Ồ, nguyên quỳ. Ồ, nó nổi lên rồi. Ồ. Anh ăn. Chứ, cho con mượn nha. Bố thử nó chết. Dễ gì. Như vừa bắn cá sặc còn chết nữa. Dạ. Ủa nổi lên nè.
đâu chạy qua đây đổi đi. Dính có cái nổi chết lại chị nó. Đầu mua cái cá dày ghê không? Cá quá lẹ mọi người ơi. Ui. Vậy. Còn nó chạy ra kìa, đâu bánh chạy ra kìa, to luôn. Ui. Cây gì nè? Mướp. Mướp dưa gan gì á. Mà anh gớt xuống đây cái sông luôn quá. Thôi lên bờ chờ dính cá mình dở lưới. Uầy. Má nó chừng chồi thôi. Đi bỏ dép. Bỏ dép phải lên được. Ôi dạ. Đi rừng đi suối bắt cá. Đâu rồi? Đâu rồi? Ờ, nó xuống cái đó rồi, nè. Xuống một cái lóc. Cá quá trời. Bữa đi sao dẫn không thấy con cá nào hết rồi. Bữa đi dẫn không thấy con cá nào hết, này cá lơi mơi. Biết gì hồi nãy mượn cái chài kia lại chặt cá chục gì cá dính cá đầy luôn. Anh em đi chài lưới bắt cá. Hello. Chào mọi người. Chào mọi người. Lại là mình đây. Lại là mình đây tập trước mình không có cá, tập này chắc cá nhiều á. Đù cái cây này nó nướng cá ngon ha. Được rồi, đây nướng cá đã. Má. Chắc giờ luôn rồi quá. Hello mọi người. Hello. Hôm nay đi xin tàu mọi người. Làm chiếc sinh tồn bữa nay từ sáng tới chiều. Chưa dở lưới thử à? Ở dưới cá quá trời, anh Tâm có nghe kêu cống ra tàu quá, đằng đèn đèn luôn. Cống cái đầu ngang dưới này nè. Nguyên bậy bậy không, chà bá không? Ngày cho dùng cho khổng miếng á. Ừ. Cái đó quốc hai có chắc nửa thùng cá. Quá trời luôn. Cái này đầu nguồn tên xuống mà đầu dưới á, giờ còn dưới nhiều. Ngay cái cống ngàn á. Dạ. Bữa nay làm chiến sinh tồn rồi. Vui lít rồi.
Chỗ này bắt cá rô cá lóc hả? Đây dưới cầu, cầu lớn. Suối nhỏ nước chảy qua. Cá đã. Bay cái con bay kiểu đục nước suối rất mát buổi buổi sáng nước suối về rất mát mọi người ạ. Video này mình kết thúc ngay chỗ điểm này, mình đi bắt cá tiếp nha mọi người. Mọi người xem nhớ like, ủng hộ, chia sẻ cho mình tạo những video mới nha mọi người. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ. Đây là dòng suối cá. Rồi hay cá lòi không? Xin chào mọi người.